Trà thơm nhé bạn nhá. Cái cây mà các bạn đang nhìn thấy là cây trà thơm ạ. Sau rồi mình sẽ quay cho các bạn xem một cái bông hoa trà thơm nó như nào. Những cái cây trà thơm như này nụ non bé bé như này thì là có thể kịp Tết năm nay và chơi sau Tết. Các bạn có nhu cây ở đây thì cao khoảng 2, 4, 6, 8, 80cm. Đường kính cũng rộng đấy, khoảng được 40, hơn 40. Các bạn có nhu cầu mua các cái cây trà thơm như này. Cây thì rất là đẹp ạ. Toàn là thoát thân cũng khá đẹp. Đó, và là cái bông, một trong những cái cây, cái đặc biệt của cái cây trà này là thông thường các cây trà Thâm Hồng Bát Diện hay Cung Đình hay là Bạch thì là không có mùi. Nhưng cây này là nó hoa màu hồng và nó lại có mùi hương rất là thơm. Các bạn muốn chơi hoa và lại còn yêu thích cả mùi hương nữa, muốn có mùi hương nữa thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé. Bởi vì số lượng không có nhiều đâu ạ. 0977973535 ạ nha. Đó, các cây trà thơm ạ. Khá là say nụ. Trà thơm bạn nhá. Còn đây mình sẽ quay cái bông trực tiếp của cái bông trà thơm cho bạn xem nhá. Màu hồng ạ. Nó nhạt nhạt như màu hồng phấn cung đình và nó có một nhị ạ. Một nhị đặc biệt là đây là cái nhị của nó và đặc biệt nó có mùi hương ạ. Mùi hương rất là thơm. Đó, cây này nó có được cả sắc cả hương nhé bạn nhá. Cây bông cũng rất là to ạ. Bạn nhìn thấy không ạ? Bông rất là to. Các bạn có nhu cầu mua cây trà thơm ạ thì vui lòng liên hệ. Số điện thoại là 0977973535. Hoặc là có thể đặt hàng tại website www.hulatrees.com ạ.